Kính chào quý vị khán thính giả, đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách hiếm.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Thưa quý vị, gần đây dậy lên câu chuyện thiết kế cổng làng Du Hiếu trông giống Khải Hoàn Môn của Pháp đã gây chú ý trên các mạch báo tiêu biểu là tờ Dân Trí. Nhưng tính cách tôn giáo hóa của cổng làng Du Hiếu và các nơi khác đang là nỗi lo âu bất bình của nhiều người hiểu chuyện. Thế thì chúng tôi xin sưu tầm tổng hợp ra đây dưới cái tiêu đề là tìm hiểu thiết kế Khải Hoàn Môn của Pháp ở Paris. Khải Hoàn Môn có thể gọi là cổng Khải Hoàn ở trong bài sau đây. Một cái tựa nhỏ là tuổi hổ, việc tôn giáo hóa các cổng làng. Kính thưa quý vị, từ các kiểu lá cờ Vatican trên nóc cổng và cờ trắng vàng của Hội Thánh Vatican được rước trong ngày khánh thành cổng làng cho đến các tấm phù điêu khắc họa trên các mặt các cổng với những hình ảnh trong Thánh Kinh Kitô giáo đã làm cho nhiều người bức xúc. Xin đọc phụ lục để biết các tiếng nói về vấn đề này. Tức là nếu quý vị vào trong cái trang nhà sách hiếm ở cái bài này đó, thì ở dưới phụ lục có cái ảnh của cái cổng làng mà chúng tôi đang nói đến á, cổng làng Du Hiếu. Đây, cái đây là mặt sau thì nó không có cái tên cổng làng Du Hiếu, nhưng mà mặt trước, mặt bên kia thì có đề. Thì đây là những cái tấm phù điêu mà người ta khắc họa trên đó toàn là những cái chuyện Chúa giảng đạo. Ông Moses đem 10 điều răn xuống, Chúa đi với ba người. Đó là những cái chuyện trong Kinh Thánh và có những cái comment ở dưới. Thế thì trở lại, đây là quý vị thấy là cái cờ này, là cái cờ vàng trắng này là cái cờ của Hội Thánh, là cờ của Vatican chứ không phải là cờ của tôn giáo. Và chúng tôi sẽ chứng minh cái lá cờ này không phải là cờ tôn giáo do chính bài của một linh mục viết ra. Đấy, thì có nhiều người cứ cho là cờ tôn giáo, thì tôi xin hỏi lại, cái cờ này có xuất hiện trước đây cả trăm năm hay không? Đó, hay là chỉ mới xuất hiện gần đây? Quý vị muốn chứng tỏ rằng đất này là thuộc Vatican thì quý vị đem càng ngày càng nhiều, các quý vị càng xuất hiện cái lá cờ vàng trắng. Là cái thời của chúng tôi, ngay cái thời Ngô Định Diệm mà chúng tôi còn hiếm khi mà thấy cái lá cờ này xuất hiện, và ở các nhà thờ không có ai mà treo cái này, treo cờ này cả. Ngay cả những nhà thờ bên Mỹ, nếu mà là cờ tôn giáo, tại sao những nhà thờ công giáo bên Mỹ không có ai treo? Đấy, tôi hỏi quý vị những câu đó thôi. Cũng vì các tờ báo nhắc đến cái cổng Khải Hoàn ở Paris để mô tả các cổng làng Du Hiếu, nên chúng tôi đi tìm hiểu và so sánh cái tư tưởng chủ đạo trong cái thiết kế của Khải Hoàn Môn có cái chút nào tôn giáo trong đó hay không nhá. Thì do đó là cái bài này á, là tìm hiểu các họa tiết trên cái cổng Khải Hoàn Môn, nó có một cái chút lịch sử ở trong đó. Đây là cái cổng Khải Hoàn của bên Pháp, hay là đại đế Napoleon thứ nhất ra lệnh xây một công trình vĩ đại để kỷ niệm các cuộc chinh phạt quân sự của ông. Khải Hoàn Môn là cổng Khải Hoàn lớn nhất thế giới, đó là tác phẩm thiết kế của kiến trúc sư Jean-François Thérèse Chaugrin. Tôi chỉ cho quý vị coi cái tên của cái ông đấy. Đây là kiến trúc sư hay là nghệ nhân Jean-François Thérèse Chaugrin. Nó có cái kích thước gấp đôi cái cổng vòm Constantine của La Mã cổ đại, mô hình mà Khải Hoàn Môn phỏng theo. Tức là cái Khải Hoàn Môn bên Pháp này á, đã phỏng theo cái cổng vòm Constantine của La Mã ở thời cổ đại. Đây là cái hình cổng vòm Constantine. Thì cái công việc xây dựng cổng Khải Hoàn này á, bị dừng lại khi mà ông vua Napoleon ông bị đánh bại năm 1814. Nhưng rồi sau đó đó, sau gần này coi, năm 1833, tức là 19 năm dưới cái danh nghĩa của vua Louis Philippe I, đó thì ông lại cho tiếp tục xây. Thì cống hiến cái Khải Hoàn Môn này để vinh danh các lực lượng vũ trang Pháp chứ không phải vinh danh Chúa nha. Tức là quý vị thấy cái tư tưởng chủ đạo của cái Khải Hoàn Môn bên Pháp này là người ta
để vinh danh các lực lượng vũ trang của nước Pháp, tức là người ta nghĩ tới cái tổ quốc của người ta. Đó, cái ý nghĩa của người ta là như vậy, không có cái sự vinh danh cho Chúa trong này cả. Đấy, tôi nói cho quý vị biết rồi mà tự nhục, cảm thấy mà nhục nhã, cái gì cũng dâng cho Chúa. Dân Việt Nam mình nó bắt chước được cái bề ngoài rồi nói ô cái đây là nền văn minh Pháp. Xin lỗi cho quý vị, có bốc được cái văn minh của người ta bỏ vào trong cái trí của quý vị hay không? Chỉ được bắt chước bề ngoài thôi. Người ta nói áo chiếc áo không làm nên thầy tu. Quý vị là cũng giống như những người mà thấy những nhà trí thức mà mang kính rồi đọc đọc báo đó, thì quý vị cũng cầm cái tờ giấy đâu, quý vị đeo mua cái kính đeo vào, quý vị có thành cái người trí thức hay không? Giống hệt như vậy thôi, thôi không có khác gì hết. Tôi đọc cái những cái ý nghĩa, những cái lịch sử của cái cổng Khải Hoàn này mà tôi thấy tôi xấu hổ cho những cái người công giáo ở Việt Nam, và những người không biết là cứ cứ thấy cái gì mà của Tây của Mỹ rồi khen ồ đẹp quá, sang quá, mình cũng nên thoáng một chút để mà chấp nhận cái nền văn minh của người khác. Tôi chửi quý vị đấy, tôi chửi cái mà rởm của quý vị đấy, không biết gì hết. Cái văn minh của người ta chỗ nào, phải hiểu cái lịch sử của người ta, phải hiểu cái ý nghĩa của người ta. Ở đây không có tí nào mà tôn giáo hết. Tôi đọc tới đây là tôi giận kinh khủng lắm. Chúng ta hiểu một chút về nghệ nhân. Cái hình này đó là cái nghề nhà điêu khắc đầu tiên đã vẽ ra cái cổng Khải Hoàn của bên Pháp. Còn cái người mà tiếp theo để mà xây dựng mà cái thời ông vua Philip Philip một đó, thì là cái tên của ông đó là khác, tên đó là Guillaume Albert Bouet. Thì cái ông thứ hai này đã hoàn thành cái cổng Khải Hoàn dựa trên cái thiết kế của ông Sanguin này. Đấy, ông là Jean Sanguin, hồi nãy là cái tên dài, bây giờ cái tên ngắn là Jean Sanguin. Cái tên của ông này đó, Jean-François Therese Sanguin, thực sự được ghi nhận trên chính cái đài kỷ niệm cổng Khải Hoàn đó. Và cái cổng Khải Hoàn sau cùng thì được khánh thành lần đầu tiên năm 1836. Quý vị phải hiểu cái lịch sử của người ta rất là thú vị. Quý vị đừng có bắt chước cái hình, cái bề ngoài. Nếu quý vị không bắt chước được cái tinh thần ở bên trong thì quý vị đừng có bắt chước cái bên ngoài. Quý vị phải giữ cái tự ái dân tộc một chút, là một biểu tượng của lòng yêu nước Pháp. Khải Hoàn Môn được khắc tên những người chiến thắng trong chiến tranh và 558 vị tướng, mà tên những người mà đã chết trong chiến tranh nó thì được gạch dưới. Đấy, ý nghĩa của người ta như vậy, và cái tư tưởng chủ đạo ở trong cái cổng Khải Hoàn Môn người ta là như thế, tất cả là vì nước, không có ai vì cái tôn giáo nào hết. Mà ở cái xứ Pháp là cái xứ xem như là toàn tòng, cái thời đó là trưởng nữ của giáo hội nữa, nghĩa là tất cả mọi người là đều là Thiên Chúa giáo cả, đều là Công giáo La Mã nữa, chứ không phải là Thiên Chúa giáo không đó, mà thuộc về Thiên Chúa giáo mà thuộc về Vatican đó, gọi là Công giáo La Mã đó. Mà người ta không có một cái tí tẹo nào mà để dành cho Chúa hay là vinh danh Chúa ở trong này hết, hay là giảng đạo hay truyền đạo gì trong này cả. Quý vị đừng có hở hở ra cái nó tự do tôn giáo, quý vị rởm đời lắm, quê lắm, quê mùa lắm, dốt nát lắm. Quý vị hãy nhìn thấy những cái tinh thần của người ta như thế này đây này, người ta mới xứng danh là cái nước tân tiến. Chứ quý vị đi bắt chước bề ngoài rồi quý vị nói quý vị tân tiến à? Tôi nghe quý vị giải thích mà tôi muốn sôi máu. Bây giờ tiếp trở lại cái lịch sử của cái cổng Khải Hoàn này. Một người lính vô danh được chôn cất ở dưới cái mái vòm, và ngọn lửa tưởng niệm ông đó, không là ông đó là đại diện cho tất cả những người lính vô danh, thắp lên vĩnh cửu. Đây là cái ngọn lửa chỗ này nè quý vị. Vĩnh cửu thắp sáng từ năm 1920 để tưởng nhớ các nạn nhân của các cuộc chiến tranh thế giới nữa. Thấy người ta làm cái gì nó cũng có cái ý nghĩa cho quốc gia như thế. Quý vị về phá mấy cái cổng mà tôn giáo hóa đi nha. Đừng có quê mùa mà dốt nát, mà ngu muội u mê như thế. Vào các ngày lễ quốc gia như là ngày đình chiến và ngày Bastille, Khải Hoàn Môn được trang hoàng nổi bật ở đầu hoặc cuối cuộc diễu hành hoặc lễ kỷ niệm khác. Thì bắt đầu vào năm 1916, trong cái Thế chiến thứ nhất đó, thông qua các cuộc thảo luận của Thượng viện và các đại biểu của người Pháp, đã có ý tôn vinh một người lính để tượng trưng cho tất cả những người đã hy sinh vì nước trong trận chiến. Ở mỗi cái cây cột
của cổng Khải Hoàn đó được trang trí bằng một trong bốn cái bức phù điêu lớn. Ở đây một ta thấy hai nhưng mà nó ở bốn góc. Cái ý nghĩa của những cái bức phù điêu đó như sau: mỗi một cái hình như vậy là có một của một cái nghệ nhân khác nhau. Cái bức phù điêu thứ nhất là nói lên cái cuộc khởi hành của những người tình nguyện năm 1792, hay còn gọi là La Marseillaise, của nghệ nhân François Rude. Rồi cái hình thứ hai là cái chiến thắng của Napoleon năm 1810 của nghệ nhân Cocteau. Và cái bức thứ ba là kháng chiến năm 1814. Rồi cái bức phù điêu khác là Hòa bình năm 1815. Và cả hai cái bức kháng chiến năm 1814 và Hòa bình năm 1815 đó là thuộc về nghệ nhân Etex. Đấy, người ta có lịch sử rõ ràng và mỗi một cái bức phù điêu người ta có cái ý nghĩa như thế đó đó. Thì các tấm ảnh khắc trên cái cổng Khải Hoàn ở Paris là có ý nghĩa rất là chung, là cho đất nước, là biểu tượng của lòng yêu nước, chứ không có một chút ý nghĩa nào riêng cho phe nhóm hay là tôn giáo nào cả, mặc dù Kitô giáo là niềm tin chung của nước Pháp thời bấy giờ. Đấy. Trở lại Việt Nam đó, thì theo báo Dân Trí, nhiều người dân khi đến làng Du Hiếu chơi thì làm ăn đều trầm trồ bởi sự hoành tráng và lối kiến trúc độc đáo giống Âu Châu của cổng làng nơi đây. Ngoài sự to lớn về kích cỡ còn là dáng vẻ mang nhiều đường nét giống Khải Hoàn Môn ở Pháp. Đấy, đây là những cái lời của báo Dân Trí đó. Họ hãnh diện như vậy đó. Quý vị hãy trưởng thành lên và hiểu thế nào mới là giá trị, phải biết thế nào là văn minh, chứ không phải bắt chước người thấy người ta xây như vậy rồi về xây như vậy mà gọi là văn minh. Quý vị chỉ có bắt được cái hình thức bên ngoài làm giống của người khác, tức là quý vị không có một cái sự sáng tạo, quý vị không có một cái bản sắc nào riêng của dân tộc. Hãnh diện về cái sự bắt chước đó chứng minh là cái sự hèn kém vong nô của mình mà lại đi khoe khoang trên mặt báo, thật là đáng xấu hổ. Đã thế, nhìn các phù điêu khắc trên các mạch quanh hai bên cổng, tất cả đều là những câu chuyện Chúa giảng đạo, những hình ảnh hoàn toàn thuộc về Kitô giáo. Thí dụ, vài tấm trong cái 14 hay là 16 tấm ảnh phù điêu, nó dụ như cái hình này là hình Chúa làm phép hóa năm cái bánh và ba con cá, những cái chuyện phép phù, những cái chuyện hoang đường. Còn hình này Chúa ra oai cho sóng gió phải ngưng. Trời đất ơi, những cái chuyện thật là trẻ con. Hình này ông Mô-xê cầm bản 10 điều răn cho Chúa, mà quý vị biết 10 điều răn này hết ba cái điều răn là phải thờ Chúa, kính Chúa, coi Chúa là trên hết, rồi thứ tư mới tới ông bà cha mẹ mình. Đấy, cái nền văn hóa của mình nó cao hơn nhiều. Cũng trên báo Dân Trí, chính người của giáo xứ đó xem đó là địa giới của giáo xứ. Này nhé, cái này là không phải là chúng tôi nói mà chính cái người công giáo họ khoe khoang đó. Họ nói là theo một số người dân dân làng Du Hiếu đó thì việc cổng được đưa vào sử dụng như một biểu tượng của giáo xứ Du Hiếu nhé. Đó, rõ ràng là họ dùng cái đó làm cái địa giới của họ, cái cột mốc của cái giáo xứ của họ, tức là từ cái nhà thờ ra ngoài đó là họ xem như của họ hết. Đấy, cái nhà thờ là ở đây, là quý vị thấy cái bóng từ tuốt đây nè, họ xem như là của họ hết. Xin lỗi cho quý vị à, quý vị sang Mỹ này, quý vị nào ở bên Mỹ, các quý vị nào đi làm việc ở Mỹ, làm ơn chứng nhận giùm cho tôi. Tất cả những cái người đạo Thiên Chúa hay gì đó làm tự do tôn giáo của họ là chỉ có cái nhà thờ và cái bãi đậu xe. Vậy thôi. Tất cả những cái công trình còn lại thuộc về công cộng, chứ không có ai mà được tuyên bố cái nguyên cả cái làng này là của công giáo cả. Mặc dù có thể là tất cả những người sống gần đó đều là công giáo cả, không có ai mà được quyền xưng là xem một cái tài sản công cộng là của họ cả. Mà quý vị để cho cái người công giáo ở Việt Nam tự xưng tự tự tung tự tác như thế này, tức là quý vị nhường cho họ, cắt đất cho họ đâu, đâu cái tự do tôn giáo không phải là nhường đất cho họ. Chúng tôi hiểu như thế nào đây? Nói tới là quý vị nói đại đoàn kết là tức là quý vị nhường cho công giáo à? Quý vị nào nghe có được hay không? Đại đoàn kết có phải là cắt đất nhường cho họ và để cho họ cắm cờ như thế này mà gọi là đại đoàn kết hay không?
Ngày xưa nếu mà Bác Hồ và đại đoàn kết mà để mà công nhận như thế này á, là đâu có phải mất công đi đánh Tây, nó đến nó chiếm làng chiếm chùa của mình đấy. Mai mốt rồi làng nào cũng có cái cổng này hết là quý vị nghĩ sao, cái đất này là của ai? Trở lại thì có thể nói là ngoài cái hình thức vốn là bắt chước ngoại lai ra, còn nội dung thì lại là méo mó quảng cáo cho cái đạo Kitô, chứ không phải là không có một cái giá trị nào khác mà của bản sắc Việt Nam cả. Do đó là nó vắng bóng một tình yêu đất nước. Trong lúc đó cái cổng khải hoàn của người ta là trang chứa cái tình yêu nước, tôn trọng những cái người lính người ta đã chết vì nước. Quý vị so lại đi. Ở các xứ tự do bên Anh, bên Mỹ, Canada không có nơi nào mà một xứ Kitô giáo chiếm cả một làng. Đây nè, ở đây là một cái thí dụ. Thí dụ cái nhà thờ này là nhà thờ tôi ngày xưa thì hay đi đây nè, nhà thờ lớn nhất ở cái tỉnh của tôi đó. Đó là St. Charles Borromeo ở Tacoma này. Đó thì đó chỉ cái chỗ đó và cái khoảng đất gọi là đậu xe. Đó, hoặc là nếu mà có thêm một cái nhà bếp hay là một cái nhà xứ gì đó thì lại cũng có thêm một cái vùng đất đậu xe xung quanh. Chỉ có đủ đậu xe thôi chứ không có hơn. Đó là cái nhà thờ lớn nhất đấy. Nó tóm lại cái thiết kế và cái kiến trúc của cổng làng Vũ Hiếu hoàn toàn không có một cái chút giá trị nào về tinh thần cả. Trái lại còn nói lên cái sự chiếm hữu về tài sản đất đai của nước Việt Nam bằng những cái hành động như là treo cờ vàng trắng. Đó, từ lúc khánh thành ngày 1 tháng 11 năm 2020 cho đến khi mà cộng đồng mạng lên tiếng và có nhân vật uy tín tác động, họ mới chịu thay cờ ở trên nóc. Nhưng mà cái chuyện thay cờ này là chỉ là một tí cờ này thôi, chứ còn hoàn toàn cái tinh thần ở dưới là họ nghĩ rằng cái đây là cái cột mốc của cái giáo xứ của họ. Quý vị chấp nhận cái chuyện đó là quý vị thua. Quý vị thay đổi đi, đừng có nghĩ rằng cái đây đây là cái làng đạo nữa. Ở xứ tự do tôn giáo không có ai mà chấp nhận cái khái niệm mà làng đạo cả. Quý vị bỏ đi, đạo là chỉ có nhà thờ và Bạc Thiên Đô thôi, bãi đậu xe thôi. Và đến đây xin tạm ngưng, xin mời quý vị nghe tiếp phần 2, chính sách đại đoàn kết của chính phủ bị người Công giáo La Mã lợi dụng như thế nào. Xin gặp quý vị ở phần 2. Chào tạm biệt.